Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video ngày 20 tháng 12 năm 2021. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Cừ. Bên phía tay phải là phường Cầu Kho quận 1, phía tay trái là phường 1 quận 5 các bạn. Phía trước màn của cô chú anh chị và các bạn là ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Văn Cừ. Và để mở đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và đặc biệt trong mùa Giáng sinh được an lành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong cái video ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở tại cư xá đường sắt quận 3. Chúng ta xem thử không khí cuối năm ở trong cư xá đường sắt này như thế nào, cuộc sống của người dân ở đây có gì thay đổi vào những ngày tháng cuối năm khi mà Sài Gòn đã bước qua một giai đoạn rất là khó khăn về dịch bệnh Covid-19. Bây giờ là 15 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thời tiết tại Sài Gòn trong ngày hôm nay nắng nhẹ thôi. Xe cộ lưu thông ở ngoài đường cũng rất là đông đúc luôn các bạn. Buổi tối và buổi sáng thì thời tiết tại Sài Gòn rất là mát. Phía trước mặt của cô chú chị và các bạn là ngã tư đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Văn Cừ. Xe hai bánh, xe bốn bánh di chuyển tấp nập từ hướng bên quận 5 về bên quận 1. Trước mặt của cô chú anh chị và các bạn là ngã ba giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường An Dương Vương. Bên phía tay phải là 235 Nguyễn Văn Cừ, Bộ Công an. Bên phía tay phải màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là Bộ Công an ha. Và đây là ngã ba giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường An Dương Vương. Đường Nguyễn Văn Cừ lúc tên cũ năm xưa là đường Cộng Hòa đó các bạn. Chúng ta sẽ di chuyển về bên ngã 6 Cộng Hòa. Ngã 6 Cộng Hòa là bao gồm các trục đường như đường Lý Thái Tổ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phạm Viết Chánh, đường Hùng Vương, đường Trần Phú và đường Nguyễn Văn Cừ. Ở bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn là có trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Bên tay phải thì có khách sạn Hotel Nico Sài Gòn, rất đẹp, khách sạn cao cấp luôn. Bên cạnh đó thì có Now Zone, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng. Tường Vũ Channel cũng luôn luôn cảm ơn sự yêu mến cũng như là sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ đăng ký kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất mong tiếp tục nhận được sự yêu mến cũng như là tất cả quý vị và các bạn khi xem video. Nhớ vui lòng cho Tường Vũ Channel một like, một subscribe nhé quý vị. Bên phía tay phải màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là trung tâm thương mại Now Zone, tích hợp với trung tâm
mua bán rồi văn phòng công chức. Chúng ta đang bước vào những ngày tháng cuối năm 2021. Cũng chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa là bắt đầu đón một năm mới Nhâm Dần 2022. Mặc dù là ở phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là ngã 6 Cộng Hòa. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Sài Gòn của chúng ta vẫn đang còn rất là phức tạp. Chính vì điều này cho nên Sở Y tế thành phố cũng đang cần sự viện trợ của nhiều cán bộ y tế, đặc biệt là quân y, hỗ trợ thêm cho Sài Gòn trong công tác phòng chống dịch. Càng vào những ngày cuối năm thì mọi người hết sức cẩn thận và cảnh giác đối với biến chủng mới, đặc biệt nguy hiểm Omicron. Đó, các bạn nhìn thấy trước màn ảnh xe cộ lưu thông trên đường rất là nhiều, mặc dù bây giờ là 15 giờ, giờ trưa đó các bạn. Xe hơi, xe máy chạy tấp nập, nhộn nhịp trên các tuyến đường. Ngã 6 Cộng Hòa ngày xưa, đường Cộng Hòa ngày xưa, ngày nay là đường Nguyễn Văn Cừ. Đó, tôi vô trên đồi đứng đây một vài phút để cho cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn ngắm, hình dung ra ngã 6 Cộng Hòa ngày nay có khác gì so với ngày trước hay không. Rồi, chúng ta đi nhé. Chúng ta sẽ đi vào bên đường Lý Thái Tổ, sau đó mình sẽ đi vào cư xá đường sắt. Đường Lý Thái Tổ đây các bạn. Đường Lý Thái Tổ bên phía tay phải là thuộc phường 2 quận 3. Phía tay trái là thuộc phường 1 quận 10. Đường Lý Thái Tổ thì chuyên về dịch vụ thay vỏ xe hơi. Vá vỏ xe hơi, thay vỏ xe hơi là chúng ta đến đường Lý Thái Tổ này. Còn nếu mà trang trí làm đẹp thời trang cho xe hơi thì chúng ta đến đường An Dương Vương, quận 5. Còn nếu chúng ta trang trí về xe máy, dán tem, dán keo này kia thì chúng ta vào đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10. Phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là ngã ba giao đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Lý Thái Tổ. Biết cuối năm nay cuộc sống của mọi người như thế nào đây, chắc sẽ gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì nhiều cửa hàng, nhiều công ty, xí nghiệp, nhiều dịch vụ đã phá sản rồi. Các bến xe, nhà ga năm nay cũng bán vé đi về Tết rất là ít luôn, bởi vì hôm trước cái mùa dịch bệnh
cái thời điểm mà Sài Gòn giãn cách xã hội thì kéo dài bắt đầu từ tháng 5, cuối tháng 5, tháng 6. Từ khi mà Sài Gòn thực hiện các cái chỉ thị số 15, 16, 16 cộng, rồi chỉ thị số 10, chỉ thị số 12 của thành phố. Cho nên người dân ở các tỉnh thành đã quay trở về, bởi vì ở Sài Gòn không có công ăn việc làm. Chính vì vậy cho nên người ta đã trở về quê và cũng chưa có quay trở lại. Đây, bên phía tay phải màn ảnh của cô chú chị và các bạn là cư xá đường sắt. Mình sẽ vào cư xá đường sắt ha. Lần đầu tiên Thủ Vũ Channel thực hiện cái video ở trong hẻm cư xá đường sắt. Ở đây nó có rất là nhiều con hẻm nhưng mà không biết Trúc có đi được không. Hẻm Xuân Bức. Mức gần như thế mà 107. Trăm tám mươi Lý Thái Tổ. Bánh mì nóng. Cư xá đường sắt, phường 1, quận 3. Mè đó, mức mè, là mức mè này. Sâm mức nè. Ủa này là mức mè hả chị, phải không? Mức mè. Người dân ở trong đây người ta đang làm mứt me. Đang biết chạy đi đâu đây. Ra con hẻm nào. Cư Nguyễn Thiện Thực. Ra Điện Biên Phủ. Đây không biết đường đi luôn á chứ. Nhiều cái hẻm ngoằn nghèo quá, không biết đường đi luôn. Ừ.
trái là địa phố hẻm nhỏ chạy chậm ra quẹo trái hả? Hẻm này đã đi ra đường Điện Biên Phủ 633. Đi không biết đường đi luôn ta. Đi đâu đây? Lần đầu tiên đi vào đây sao thấy nó hồi hộp quá vậy? Thấy nó sợ sợ sao ta? À, phía trước là đường Điện Biên Phủ á các bạn. Vô cái con hẻm cư xá đường sắt mà thấy cái chân nó nhộn nhộn run run quá ta. Wow. Rồi chúng ta đã ra ngoài bên đường Điện Biên Phủ. Mình là rẽ tay phải vào hẻm 611. Đây là hẻm 611. Điện Biên Phủ. Để xem hẻm này nó đi đâu đây, chắc đi qua bên chung cư Nguyễn Thiện Thuật quá. Nói chung thì phải đi thì mới biết được các bạn. Mới thấy được cái cuộc sống, cái quang cảnh của mọi người ở trong cư xá đường sắt. Bên phải là đi đâu? Ở trái đi. Đây, chúng ta sẽ đi vô cái hẻm này coi nó đi ra đâu đây. Hẻm này ra chung cư Nguyễn Thiện Thuật đấy các bạn. Đây chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật thì ngày nay cũng vẫn vậy thôi. Không có gì thay đổi. Đi một vài vòng ở chung cư này đi, rồi sau đó mình sẽ di chuyển về bên chợ Bàn Cờ để xem như thế nào. Đường này xấu quá.
đây có nhiều lô lắm, lô B rồi lô A, lô F, đây mình đang ở lô C ha, lô A tay phải, lô A tay trái, lô B. Vài vòng cho cô chú anh chị thấy được hình ảnh chung cư Nguyễn Thị Thuật vào tháng 12. Mình sẽ đi thẳng qua bên phía bên kia luôn là chợ Bàn Cờ. Đây buổi trưa người ta chỉ bán quần áo, thời trang là ăn uống thôi. Đó, các cái shop này bán quần áo, thời trang. Đi chậm chậm quay cho các bạn xem thời trang, túi xách. Dạo vài vòng ở đây vô đường này giống như tập đi xe vậy đó, đi chậm chậm thôi. Bán quần áo, giày dép, túi xách. Ở đây bán nhiều đồ về quần áo, túi xách, dây nịt, giày, áo khoác, mũ, quần sọt, đồ sida, đồ cũ quá trời luôn. Ô giày quá trời giày luôn nè. Đó. Mua giày tha hồ mua giày luôn. Giày mũ quá trời luôn nè. Túi giày thể thao cũng nhiều lắm, giày Adidas. Nhìn đẹp ghê chứ.
Để tối này buổi tối thì mua này mới ngon này, mát mát đi. Đẹp lắm, chiều dày mà có nhìn cũng đẹp lắm. Chợ Bàn Cờ này bán rất là nhiều đồ luôn, quần áo thời trang là đặc biệt. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật các bạn. Và như vậy những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Đó, bên phía tay phải này bán đồ cưới nè, bán các cái cổng hoa nữa các bạn. Bán các cọng hoa cưới mà năm nay mùa cưới cũng thê thảm tê tái luôn, cho nên đâu có bán được các đồ trang trí cho các cái tiệc cưới. Đường Nguyễn Đình Chiểu các bạn, là phố đồ cưới mà. Trang trí cô dâu nè, bàn tiệc đặt mâm quả. Nguyễn Đình Chiểu đó là phố mà để trang trí các cái tiệc cưới, buổi tiệc. Trang trí cổng cô dâu rồi. Các cái cổng hoa các bạn. Trang trí mâm quả, cổng hoa, xe hơi. Bán và cho thuê trọn gói phụ kiện trang trí cưới hỏi chuyên nghiệp. Và như vậy những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.